người dùng sirabang đang háo hức chờ đợi thông báo chính thức về việc ra mắt mạng chính dự kiến sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của dự án với việc chuyển đổi sang mạng chính sirabang sẽ chuyển từ môi trường thử nghiệm sang mạng blockchain hoạt động đầy đủ cho phép giao dịch thực và thể hiện khả năng của mình trong môi trường trực tiếp để chuẩn bị cho việc ra mắt mạng chính sirabang đã tiến hành thử nghiệm rộng rãi để đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẻ và liền mạch nhóm cũng đã hợp tác chặt chẽ với các thành viên cộng đồng để thu thập phản hồi và giải quyết mọi mối lo ngại tiềm ẩn người dùng sirabang đã bày tỏ sự hào hứng của họ đối với việc ra mắt mạng chính sắp tới tôi đã theo dõi sirabang được một thời gian và tôi rất ấn tượng với những gì họ đã đạt được một người dùng cho biết một người dùng khác cho biết tôi tin rằng sirabang có tiềm năng cách mạng hóa cách chúng ta tương tác với các dịch vụ tài chính Tôi háo hức muốn biết tương lai của dự án này sẽ như thế nào. Thông báo chính thức về việc ra mắt mainnet dự kiến sẽ được đưa ra trong vài tuần tới. Trong thời gian chờ đợi, người dùng Sirabang được khuyến khích cập nhật những tin tức và diễn biến mới nhất bằng cách theo dõi các kênh truyền thông xã hội của dự án. Cam kết của nhóm Sirabang trong việc đảm bảo quá trình chuyển đổi suôn sẽ sang mạng chính phản ánh sự cống hiến của họ trong việc cung cấp một nền tảng blockchain mạnh mẽ và đáng tin cậy việc thử nghiệm và cộng tác rộng rãi với cộng đồng thể hiện cách tiếp cận chủ động để cải tiến dự án dựa trên trải nghiệm người dùng trong thế giới thực sự tham gia của cộng đồng là nền tảng trong hành trình phát triển của sirabang cập nhật thường xuyên giao tiếp minh bạch và kết hợp phản hồi của người dùng đã tạo ra cảm giác cộng tác giữa dự án và cơ sở người dùng cách tiếp cận có sự tham gia này không chỉ thúc đẩy niềm tin mà còn định vị sirabang là một dự án đáp ứng nhu cầu và mong đợi của người dùng các nhà quan sát trong ngành lưu ý rằng việc ra mắt Mainnet có khả năng tác động đáng kể đến không gian tài chính phi tập trung, DeFi. Với việc chuyển đổi từ môi trường thử nghiệm sang mạng blockchain trực tiếp, Sirabang đặt mục tiêu giới thiệu ứng dụng thực tế của công nghệ của mình, mở ra cánh cửa cho một kỷ nguyên mới của các dịch vụ tài chính phi tập trung những quan điểm được người dùng bày tỏ phản ánh xu hướng ngày càng tăng về sự quan tâm và lạc quan xung quanh các dự án blockchain nhằm vượt qua ranh giới của những gì có thể xảy ra trong lĩnh vực tài chính khi thông báo ra mắt mạng chính đến gần có thể thấy rõ sự mong đợi cộng đồng háo hức chờ đợi sự ra mắt của giai đoạn tiếp theo trong quá trình phát triển của sirabank mặc dù thông tin chi tiết cụ thể về việc ra mắt mạng chính vẫn được giữ kín nhưng việc khuyến khích người dùng cập nhật thông tin qua các kênh truyền thông xã hội của dự án cho thấy rằng có thể có thêm thông báo và thông tin chi tiết dẫn đến tiết lộ chính thức. Bản chất năng động của không gian blockchain thường chứng kiến sự tối ưu hóa vào phút cuối và các thông báo về tính năng làm tăng thêm sự phấn khích xung quanh các lần ra mắt lớn. Trong những tuần tới, mọi con mắt sẽ đổ dồn vào băng khi ngân hàng này chuẩn bị trở thành tâm điểm chú ý với việc ra mắt mạng chính của mình. Đối với người dùng cũng như những người đam mê, sự chờ đợi gần như đã kết thúc và triển vọng chứng kiến công nghệ của Syra băng hoạt động trên một blockchain hoạt động đầy đủ đang tạo ra những làn sóng dự đoán trong cộng đồng tiền điện tử. Kênh chỉ tổng hợp tin tức về sira coi cho mọi người có thêm thông tin tham khảo về dự án này, không khuyến khích người xem mua bán hay đầu tư đồng coi này tránh mất tiền oan. Chúc mọi người ngày mới tốt lành.